chết tôi rồi bà ơi. Trời ơi, gần tới rồi. Mệt bà quá. Trời ơi, bà kêu về. Về quê bà chơi, về quê bà làm gì làm. Trời ơi, ai ngờ bà đưa tôi về cái nơi mà khỉ ho cò gái vậy nè. Thôi nha, làm gì vậy hả? Cái này là chị em bạn gì mà đã nhờ giúp nhau rồi. Làm cái gì mà càm ràm từ ngoài bến xe mà càm ràm về tới đây vậy? Thì ta mệt rồi, ta nói gì càm ràm gì trời. Bà tôi nói là làm ơn bất quán mà thiệt nè, luôn. Nè nè nè, mệt hả? Nè nha, 4 tháng tiền nhà nha. Tiền trao cháu không út nha. Tôi đã đóng cho 4 tháng tiền nhà rồi nghe chưa? Giờ thì sao? Bây giờ tính quịch hả hay gì? Làm gì? Tự nhiên, cũng như bà. Thì nói đại với ông già là chưa có bạn trai. Tự nhiên bắt tôi đóng cho bạn trai bà, nhìn đi. Ui, nếu mà nói được thì nói làm cái gì? Không, mệt quá. Giờ sao? Giờ sao? Giờ sao? Được rồi. Bởi tôi nói là ăn cơm chúa múa tối ngày. Đằng này không bắt tôi múa chứ. Gồng không, gồng chết luôn vậy đó. Chị đáng giúp đi. Ủa? Cái gì vậy? Cái gì mà xanh rì vậy cả? Cái gì vậy? Ủa thì ruộng lúa người ta xanh rì rồi, đúng rồi. À ha. Trời ơi, nó xanh rì như là dòng sông Babylon vậy đó. Trời ơi, gặp gì vậy? Đi đi đi. Ý? Cái gì nữa? Con gì vậy? Con gì vậy? Con chuồng chứ con gì? Lạ bay đẹp quá. Nè nè nha, bỏ cái nết giả nai đi nha. Làm như lần đầu mới thấy con chuồng chuồng vậy đó. Thì người ta không biết ta hỏi. Trời. Nè. Ý, con gì vậy? Sao nó nhìn tôi chân trấu vậy bà Lan? Bà Lan bà... Ý, bà Lan ơi, chó, chó, chó bà Lan ơi. Chó, trời ơi, chó, con đỉ chó, con đỉ chó. Trời ơi. Ý, chết rồi, đồng bọn đâu? Bà Lan ơi, trời ơi, bà bỏ con giữa chợ. Bà Lan ơi, bà đâu rồi bà Lan? Đây nè. Trời, bà lên đó luôn á hả? Thôi, trường hợp nguy cấp, một phát rồi lên luôn đó. Ôi, đừng nói nữa, mệt quá. Vô nhà bà đi. Tới rồi nè. Gì? Tới rồi. Ủa, nhà bà đã đi luôn hả? Đó, cũng nhờ cái gì dạ mà một phát là dẫn tới nhà tôi luôn á. Chứ mà để hả, bà đứng bà hỏi chắc tới chiều mới về tới nhà đó. Đi xuống. Hả? Đi xuống rồi vô. Không, hồi nãy là nguy cấp là lên được. Bây giờ hết nguy cấp, không có xuống được. Cái gì vậy? Thì bởi vậy mới ngồi chờ bà tới, kêu bà ẩm xuống nè. Bà điên hả? Tôi vậy tôi ẩm bà xuống cho tôi chết hả? Gãy xương hả? Trời ơi, cái gì kì vậy? Ê, cái gì vậy? Con sâu kìa. Nguy cấp là vậy đó. Hay quá ha. Mệt quá. Vô. Ê! Cái gì? Đàn ông á. Vô. Ý, cái này cái... Cái diễn. Mình có thể bớt cái nét ngơ được không? Giả bộ một xíu được hả? Cho nó dễ thương được hả? Thương gì? Đàn ông gọng giùm đi nhà tôi đó. Trời ơi, diễn là nước mát quá ha. Thấy ông cũng vậy nữa. Trời ơi, bóng bóng bang bang. Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Cái gì mà bóng bóng? Ê, bóng bóng nhà. Bóng nhà. Không phải. Ba tôi á. Bà Lan. À, dạ. Chào cô cô. À, chào. Dạ, con chào bác ạ. Con chào bác. Bác chào con. À, dạ, ba. Con giới thiệu với ba. Đây là anh Long, người yêu của con. Dạ, sao vậy bác? À, dạ. Người yêu hả? Dạ, con dẫn về ra mắt ba. Chứ dạ. Hổm rày ba có gọi điện thoại con hả? Ba nói đời sống đời chết. Bởi vậy. Cái con này mẹ anh nói cái gì đấy? Ba là ba lo cho tương lai của mày. Mẹ mày. Ba. Có bạn con đây, ba chửi con kỳ vậy ba. Ủa, ba chửi hồi nào? Ba mới vừa chửi đó. Ý là ba lo cho tương lai của mày. Thì đó. Mẹ mày đó. Đó. Ba mới chửi. Ba nói là mẹ mày. Thì chửi. Ba chửi. Mẹ mày mất sớm. Mình có thể nói liền được không ba? Thì ba vừa định nói liền rồi mày nói làm ba có nói được liền đâu. Mày cứ chặn vậy nó làm tục cái câu nói của ba. Thì ý là mẹ mày với lại tao là nuôi mày công cực khổ, nuôi mày lớn đó. Nuôi mày tới từng này thì mày phải lo lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Rồi sau này còn nối dõi tông đường. Con là con gái, ba làm như con trai vậy nối dõi tông đường. Ba. Được không ba? Giống tốt đấy. Ủa, ba thấy luôn hả? Ủa, ba... mới vừa gặp mà sao tự nhiên ba phán lẹ vậy? Yeah.
Trời ơi, ba mày sống bao nhiêu năm rồi, con mắt của ba mày nó tinh tường lắm, nhìn thế này là biết rồi. Đấy, da là cứ phải ngăm ngăm như thế này thì nó mới khỏe. Dạ. Da thì ngăm, mà râu thì lại đen nữa. Chán cao quá con ơi. Mỗi tội là... sao lại mặc đồ nó nổi thế? Ở quê mà mặc đồ như thế này là người ta gọi là bóng lẹo cái đấy. Không có ba. Bạn, người yêu của con là trai thẳng 100% đàn ông. Dạ bác ơi, đừng có nhìn bề ngoài bác hình dung bác ạ. Tại vì con thích cái sắc thái nó là như vậy. Dạ. Chứ thật ra nhìn như vậy nhưng mà thật ra bên trong con là đàn ông 100%. Dạ, bác nhìn đây ạ. Má mắt ta. Có sao không? À, dạ không sao ba. Người yêu con ở nhà hay đánh bốc sinh đó. Cái cây câu của tao kìa, có sao không? Dạ không sao đâu ba. Dạ nó đàn ông lắm, đàn ông đấm đá như vậy đó ba. Thôi dẫn nó vào trong tắm rửa đi, xíu ba giao lưu thêm với nó. Dạ cảm ơn bác ạ. Dạ. Dạ xin phép bác con vào ạ. Dạ. Vậy con vô nha ba. Giống khỏe quá. Ôi. Đây. Con không biết uống nè. Sao lại không biết uống? Cái thằng này, cái ly đầu tiên là quan trọng nhất trong cuộc nhậu. Mày phải uống hết thì nó mới tạo ra cái không khí nhậu chứ. Uống đi. Dạ, vô một cái. Vô nào. Thế. Vô. Mày vô thì như đàn bà ăn gái thế. Hai thằng mình đó, ý là hai bác cháu mình là đàn ông con trai, hiểu không? Hai thằng đàn ông nhậu với nhau, mày không thể vô một cách yếu đuối như vậy được. Lại nào. Dạ. Vô. Ồ hố là cái gì? Mày rên à? Không phải, con ở trên Sài Gòn, con đam mê anh Đàm Vĩnh Hưng. Mỗi lần cái chứ anh gì, con thần tượng riết con quen. Quen cái gì, uống hết luôn đi, khỏi vô luôn đi. Dạ bác ơi, thật sự là con thiệt bác luôn, con không biết uống bia. Con chỉ biết uống... Bác biết mà. Rượu đúng không? Đây, bác có chuẩn bị sẵn rồi. Có luôn hả bác? Mày hợp tính bác đấy, bác cũng không thích uống bia. Nó cứ lạt lẽo thế nào đấy. Đó. Rượu mà bác để trong cái lâu vậy á. Thế nó mới quý chứ, rượu này là rượu gia truyền lắm. Quý hóa lắm là bác mới lôi ra đấy. Cái này là bác ngâm 50 năm trong hầm cá tra rồi đấy. Cái gì? Hầm rượu. Tại hầm rượu nó kế bên hầm cá tra cho nên là bác bị liệu. Trời, bác liệu gì, bác liệu đã chết luôn bác là, đấy. Cái hầm rượu, cái hầm cá tra, trời ơi, cái... Mày ngửi thấy mùi chưa? Không, con không ngửi thấy mùi, con nhìn thấy cái gì nó đen thui giống nó vậy? Đen nó mới quý, cái thằng này không biết cái gì hết á. Trong này là bác nói con nghe nha, là có nhung hiêu Tây Tạng. Nhung hiêu Tây Tạng? Đó, có cái xác của con rắn nó lột ra đó, là rắn khổng lồ Amazon đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Rồi nó còn có cả lông đuôi cá sấu nữa. Rồi nó còn có cả bọ cạp châu Phi. À, có cả... phao câu mũi nữa. Cái phao câu mũi mới quý đó. Trời ơi, phao câu con mũi mà cũng làm được luôn hả bác? Có chứ. Đâu, bác múc ra con. Từ nha, để bác múc ra. Dạ. Đấy. Trời, cái này đúng đen luôn nha bác. Đó, đen nó mới khỏe. Trời, nó đen nó thâm còn hơn cái mồ của bác luôn á. Thằng này, xin lỗi bác. Dạ. Đó. Uống đi con. Trời ơi, lần đầu tiên uống rượu mà thấy nó đen vậy luôn á. Thôi con không uống đâu bác ơi. Cái thằng này rượu quý mà lâu lâu bác mới mời nào, uống đi. Có cái gì đâu. Con không uống đâu. Bác múc cho mày cái đó là trong đó có phao câu mũi đấy. Có luôn hả bác? Ghê quá à. Ghê cái gì, uống đi. Nào. Vô. Thôi. Cái thằng này. Uống. Ôi vô kìa. Ai vô? Em vô, mình vô. Ow! Oh no!
chọn tình chọn nghĩa. Tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn. Đệ xin kinh cận trao tay mời chí kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Uống đi huynh. Vô bạn ơi. Thằng mất dạy. Mày có ai là bạn đấy? Nhưng mà cũng được. Trên bàn nhậu là huynh đệ hết, không phân biệt tuổi tác. Dễ thương quá huynh ơi. Vô. Ai vô? Ai vô mình vô. Vô nè. Uống luôn nè. Đó. Ủa sao lại bà vậy? Ủa không là tôi chứ lại. Trời rõ ràng tôi thấy sái ca. Sái ca đẹp lắm chỗ. Vậy là do bà hết chứ. Trời ơi tôi nằm mơ tôi thấy sái ca là ôm nhau. Mơ chạm môi chuẩn bị là coi như là. Trời ơi bà tiếng làm như vậy à. Sái ca nè. Nói cho biết nha, ở đây không có sái ca nữa trơn nè. Có sái ba nè. Là ba của tôi đó. Hồi nãy nha, tôi mà không đánh vào một cái nha là môi của bà lại chạm vô môi của ba tôi đó. Đó, nụ hôn của bà chạm vô bây giờ. À tiếc đúng không? Môi chạm môi không chịu. Đây làm lại nha nè, đẩy lại nè, lại đi vô lại. Bà nghĩ sao? Cái môi tôi mà chạm vô cái môi xoái ba của bà, về tôi thay môi luôn á. Trời ơi, đó kìa, ba tôi hả môi chạm. Bà. Trời ơi, thiệt tình luôn. Chị cuối cùng cũng không được hôn xoái ca. Trời ơi, giờ cái cuộc đời này không có sái ca nha trời. Trời ơi, chồng ui, kinh đang ở đâu? Mày nhìn gì vậy? Nè nha. Bỏ cái nét ngây thơ nha. Cái gì vậy? Nè, bước nha. Cái gì giải hoài vậy? Ở đây. Của tôi. Long ơi. Soái ca. Dạ, chào cả nhà. Ủa, anh tìm ai ạ? Tìm ai dạ? Em có phải là Lan Xà Mâu không? Không, em là Long, Tiểu Long nữ. Dạ, em không có tìm anh hả? Vậy mà anh hả? Gì vậy? Dạ đúng. Em có Lan Xà Mâu. Đúng rồi, em là Lan Xà Mâu. Nhưng mà anh là... Anh à? Anh là Bi Toàn Tan. Em nhớ không? Ủa? Trời! Anh Bi Toàn Tan. Trời ơi, sao bây giờ nhìn anh khác quá à? Bây giờ nhìn anh trắng quá vậy? Em nhớ hồi xưa anh đen như chó mực vậy á. Rồi nha. Người ta đẹp trai không được xúc phạm ta nghe chưa? Gì chứ mà... Không biết gì trơn trời à. Cái này ta gọi là dậy thì thành công. 10 năm trước, 10 năm sau đó, hiểu không? Nhưng mà chế thích cái vụ tần tan nó nghe. À, anh Bi. À quên, ba. Bác ơi, bác. Ba. Dậy bác ơi, có khách dạ. Có khách quý bác ơi. Ba ơi, có anh Bi tần tan. Về đây. Bi nào? Đây nè. Dạ, con chào bác. Bác nhớ con không ạ? Mày là thằng nào đấy? Dạ con là Bi. Ba con là ông Ba Hoàng. Mẹ con là bà Bảy Đú. Hồi đó nhà con sát bên nhà của mình á. Sau này nhà con sang nước ngoài định cư. Lần này con về con thăm quê hương ạ. Nhớ không, nhà gần nhà mình đó. À ta bắt nhớ chứ. Thằng này là... Ê Lan, thằng này Bi lòng thòng nè. Dạ không. Ba con kêu con là Bi Toàn Tan ạ. Bi Toàn Tan. À đúng rồi, Bi Toàn Tan. Mà bác nhớ ngày xưa có bác mà bác hay gọi mày lòng thòng đấy. Trời ơi, ủa coi sát lại.
Mà ngày xưa là hai đứa chơi thân với nhau lắm mà. Sao bây giờ mà sao như là chết chân lại thế? Đâu có chết chân đâu mà, tại vì nhìn ảnh khác quá à. À đây, à, giới thiệu với con. Này là Long giống tốt, là bạn gái, à bạn trai của Lan, mới Sài Gòn về. Hồi nào? Em chào anh ạ. Bạn bình thường thôi mà. Ba, qua cái chuyện này đi, hồi nữa mình giới thiệu sao. Bây giờ Bi anh mới về, anh mệt để anh đi tắm rửa nghỉ ngơi. Ờ đúng rồi, thế thôi đi vào trong tắm rửa đi. Dạ. Ủa, mà con về có một mình hả? Dạ không, lần này con về với chú Nhu, mà chú Nhu đang đi thăm hàng xóm cho nên là con sang đây trước. Cái thằng cha này lớn đầu như thế thì mà vẫn còn ham chơi. Thôi đi vô trong tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ê, mà đợt này về rồi ở nhà bác luôn mấy ngày cho nó vui nhá. À đúng rồi, ở đây vui, vui quá. À, dạ, chứ ở nhà phòng trống cũng nhiều mà. Ừ. Nếu mà không phiền thì cho cháu xin nó lại à. Phiền cái gì cũng biết, đau quá. Gì vậy? À không có gì. Thôi, Lan đưa anh đi tắm đi. À đi, đi tắm, đi vô tắm. Ủa cái gì vậy? Nè, nhà tôi, nha, biết phòng tắm không? Quên. À, anh Bi. Ở sau nhà nè, đi em dẫn anh đi. Dạ bác đi à. Dạ anh em đi. Ở đây 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 đây. À, con xin phép con đi vô canh. Mất công mất người yêu mất vợ nha. Lành ơi, tôi tới trước nhà rồi nè, ra đón tôi vô đi. Không đón là tôi không vô đó nha. Anh Hai Lành ơi, Bi ơi, Bi, bây giờ không ra đón là, thôi để tôi tự vô đi. Hết hồn. Nhìn gì vậy? Gì vậy? Tôi nhìn gì kìa anh ta? Xạo, nhìn nè, tôi thấy cái ánh mắt này là cái ánh mắt tò mò nè. Thôi đi, ánh đi, mắt đi. Này đang tâm tia. Đi đâu, đi đâu, đi đâu? Đi đâu? Vô đây hết đường rồi. Để tôi. Đi. Ấy. Mày nhìn cái gì vậy? Mày nhìn cái gì vậy? Tôi nhìn hồi nào? Nhìn hồi nào? Nhìn cái mặt bà, cái mắt bà nguy hiểm lắm đó nha. Cái này là tôi kiểm tra. Nhưng mà bà với dê nghe chưa? Bà dám rừng anh Bi tắm hả? Đừng nói chuyện. Thôi đi. Đi đâu rồi đi. Bây giờ lỡ đó. Bị lý. Tôi. Hai đứa làm gì vậy? Dạ dạ rình. Rình cái gì? Ủa chồng ai? Bi. Mặc đồ đi vô. Ê. Nóng quá mà. Ê. Nói cái gì? Hàng phách. Hàng phách. Ôi. Hàng. Ê. Nè, đứng yên đó đi. Chú nói cho hai đứa biết nha. Chú ở với hàng Biên mười mấy năm nay mà có bao giờ chú nhìn thấy được cái tấm lưng của nó đâu. Mà tụi bay nhìn thấy cả người là sao? Hả? Ba của tụi bay về mà biết cái chuyện này thì sao? Hả? Biết cái gì đấy? Ồ, hả? Anh? Sao cái gì mà biết thế? Ờ, ý là tôi hỏi là ba đứa này là biết mặt nhau hết chưa? Biết rồi, nãy tôi giới thiệu tụi nó rồi. Mà không phải biết mặt đâu, nãy tôi nghe thấy cái gì mà cô nhắc tới tôi nữa đấy. Cái gì mà tôi biết hay sao đấy? Ý là nói là hỏi là bé Lan á là nó biết là ba nó còn sung lắm không? Sao là không để cho ổng đi thêm bước nữa? Chú bị điên hả? Chú mới sung á. Tôi giờ yếu rồi, đi bước nữa là đi luôn đấy. Mà sao ba đứa tụi bay mà sao lại không ngồi xuống đứng xếp hàng xếp lớp à thế? Dạ. Thằng Bi. Dạ. Sao mà mặt con nhìn e thẹn thế? E thẹn là đúng rồi, tại vì nó bị hai đứa này là rình rập à. À không, rình rập cái gì? Không. Ý nói là đợt này về sớm là tôi với thằng Bi là tính là đi vòng vòng rình rập coi sớm có thay đổi gì không. Đi về đây phải là nhìn ngắm xóm mình chứ rình rập như ăn cắp ăn trộm thế.
Nhưng mà y nói anh nghe nha, tí đợt này về là nó cũng muốn gặp anh để hỏi chuyện. Hỏi cái anh là còn nhớ cái chuyện hồi xưa mà anh với lại ba nó là hẹn ước cho là nói với Lan không á. Thì chú cũng thông cảm là tôi biết chứ, là ngày xưa là thằng Bi này với con Lan là thanh mai trúc mã đấy. Nhưng mà bây giờ thì tụi nó lớn rồi, là tụi nó phải tự lựa chọn, nhưng mình không ép buộc được. Thằng con Lan nó có người yêu rồi. Người yêu? Là ai? Thằng Long nè. Thằng Long này à? Thì thằng Long này chứ thằng Long nào? Ba... Ba cái gì? Thôi mày đi xuống dưới bếp đó, ba có câu với con cá đó. Lấy rồi kho rồi đi ra ngoài vườn lấy rau nữa. Cá kho này với lại cá nấu canh chua. Đãi chú Nhu với lại hai anh nữa. Dạ. Ê anh ơi, hả? Anh có chắc là thằng Long là bạn trai của Lan không? Sao thấy bận áo màu mè quá vậy? Nhìn màu mè vậy thôi, nhưng mà giống tốt lắm. Nó đấm một phát mà rung cây câu luôn mà. Cái gì vậy? Dơ quá à. Cái gì mà dơ? Trời đất ơi, từ nãy giờ có một con cá sao chụp hoài chụp không được vậy? Nó không bắt được, nó không bắt được sao? Sao bắt được nè, bình thường mấy cái bắt chụp á là bà giỏi lắm mà. Chụp một cái là được, chụp một cái là được, có con cá mà chụp học hoài. Nó không biết suy nghĩ. Cái kia nó đứng gần chỗ mà, chứ chụp nó dễ. Còn này nó quẩy quẩy chứ chụp sao được. Nè nha, cái đầu bà là sạn không nghe chưa? Nghe chưa? Sự thật là vậy mà. Sự thật cái gì? Dù sao á bà cũng là đàn... Cái gì? Nè, nè. Hả? Cắt đứt tình chị em nha. Phải, nhưng mà dù sao bà cũng là cốt đàn ông. Ít nhất mấy cái chuyện mà chụp như vậy bà cũng làm được hơn tôi. Hay quá. Thì cô nói cô đàn bà, cô gái quê. Sao cô giỏi cô làm chụp đi. Nè nha, ủa nói gì vậy? Bà nói vậy giống như hả bà nói tôi là gái quê mà hả ba cái chuyện hả công cán làm cá này tôi biết làm á hả? Chứ sự thật là làm sao? Thì nếu mà tôi biết làm tôi nhờ bà làm gì? Ôi, cái gì đâu ngạc nhiên. Ý như vậy là có nghĩa là sao nè? Không có biết. Nè, để Bi làm cho. Ủa, Bi biết làm luôn hả? Ở nước ngoài cũng biết làm cá nữa hả? Trời ơi, cá với nước ngoài cũng làm được luôn hả? Bá này chị nhỏ mà. Thật sự, những cái việc này anh làm được là nhờ mẹ anh. Mẹ anh dạy từ lúc anh còn nhỏ. Khi qua bên đó được 2 năm, vì quá lao lực cho nên là mẹ anh mất. Một mình ba anh phải làm đi kiếm tiền để nuôi anh. Cho nên là những cái việc bếp núc hay là những cái việc nhỏ này anh làm được hết á. Lần này anh về đây anh cũng muốn dẫn ba anh theo, nhưng mà ba anh nói là ba anh đã già rồi, không muốn đi đâu hết. Ba anh dặn là về Việt Nam nếu có cơ hội thì kiếm được người yêu và lập gia đình đi. Tại vì ba anh cũng muốn bế cháu, nhưng mà ba sợ là ba đợi không có kịp. Người ta tàu vậy mà hãy nhìn lén người ta tắm. Ba cũng có nữa chứ bộ. Ba cũng nhìn mà. Không liên quan. Thôi, đây, để anh Bi làm cho. Làm cá, làm cá. Lòng thòng ăn đi. À, toàn tan. Sợ. Toàn tan. Anh Bi. Cảm ơn em. Đủ rồi. Nha. Mấy đứa ăn cơm ngon chứ? Dạ ngon. Dạ ngon. Thôi đi là đi cả ngày rồi cũng mệt. Thôi giờ tranh thủ ăn rồi đi vào trong nghỉ ngơi ngủ nhá. Dạ. Tại nhà có 2 phòng mà, thì bác tính thế này. Chú Nhu này,
bên Long với Bi là ngủ phòng, còn Lan con qua phòng ba ngủ, ba ra ngoài này ngủ cũng được. Thời tới khó cản lắm, chờ tới tay ai phật gì. Thời gì tới ba. Con thấy ba tính vậy không có đặng, tại vì á ít nhất á chú Nhu với Bi là khách thì ngủ một phòng là đúng rồi, với lại ba lớn tuổi rồi, ba ngủ ngoài này đau lưng lắm không có được, ba cứ ngủ phòng của ba đi. Con với Long á người nhà không mà ngủ ở đâu cũng được hết á, con với Long ngủ ngoài này, với lại Long khỏe mà, ngủ ngoài này đâu có sao. Long nó là bạn trai của con nhưng mà nó cũng là khách, ba có thể để khách ngủ ngoài này được. Thôi được rồi anh hai ơi. Giờ tôi thấy như vậy, giờ lâu ngày của anh em mới gặp, thấy mình thể hiện tình thân đi. Rồi giờ hai cái phòng đó đập cái vách ở giữa, cái gia đình mình nằm hàng ngang ngủ luôn cho vui. Sao chú lâu lâu về chú lại có cái tư tưởng phá hoại thế nhỉ? Hết về đây rình rập rồi bây giờ đòi đập nhà tôi nữa. Chú muốn ra ngoài vườn ngủ không? Thôi gia đình ăn cơm tiếp đi, tôi vô phòng ngủ trước nha. Rồi vậy nha. Dạ. Vô đánh răng súc miệng sạch sẽ. Vô đánh ngủ nha. Xoái ca, trời ơi, nhìn ngủ thấy ghét ghê không, chịu không nổi luôn á. Không được, mình phải giữ tới ngày cưới chứ, làm gì vậy, người ta nói mình sổ sàng thì sao. Cái làm gì nè? Chị... tính hung Bi đúng không? Chúng tôi định kéo cái mền thôi. Thôi đi đừng có xào nè. Đi ra. Đi. Không đi ra sao? Đi ra, không được. Ngoài. Trời ơi, xoái ca. Bao nhiêu năm ước mơ của tôi. Có ra tôi phải hung thôi. Đi. 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 Nè. Ú da. Ôi trời ơi. Ba là cái. Tôi bay là. Ủa. Ba. Con Lan với Lộng đi ra đây. Đi ra đây. Đâu mày xuống rồi. Dạ, con sao? Mày xuống. Xuống mày. À xuống. Trời ơi. Trời ơi sao này. Mày nói tụi mày làm cái gì đây hả? Dạ. Mày dẫn thằng Long về mày ra mắt ba mà bây giờ mày lại đè lên thằng Bi rồi thằng Long thì lại đè lên chú Nhu là sao? Dạ. Thật ra thì... Thì cái gì? Chuyện là... Là cái gì mà đè lên nhau? Tụi con là chị em bạn gì?
Trời, thấy chưa, tôi nghi rồi. Ngay từ đầu mà gặp hồi chiều là tôi nghi rồi. Chú nghi cái gì? Nghi cái thằng Long là nó vậy nè. Dạ, chuyện lỡ nước này con không có giấu ba nữa. Sớm, dù sao á, ông nói sớm nói muộn cũng bị đánh à. Nên giờ con nói luôn, tại ba cứ đòi sống rồi chết hoài à. Cho nên là con mới phải nhờ Long nè về đây giả bộ là bạn trai của con vài ngày để mà ra mắt ba thôi à. Dạ, sáng giờ con gồng, gồng không nổi. Mày gồng hay lắm, làm tao tưởng mày giống tốt không đó. Còn mày nữa, này mày là con mà tại sao mày dám lừa dối ba hả? Không phải, con không có ý lừa dối ba đâu. Nói vô một tiếng đi, chởn đi làm đó. Dạ, bác thông cảm con, tại vì bác cũng ép quá. Lan Lan không rối, không biết làm, nhưng nó Lan ép qua con, làm con cũng vậy luôn. Tao con cũng cực khổ lắm chứ bộ. Nhưng bác, chứ giờ tụi con, cho nói tụi con làm tối ngày sáng đêm mà đâu có thời gian đâu mà yêu đương bác. Nhưng mà bác yên tâm đi, bác đừng có lo vấn đề mà về gia đình nữa, bởi vì sắp tới là chắc chắn là có thể là sang năm luôn là bác có rể luôn đó. Mày lại tính lừa ba lần nữa hả? Mỗi năm lừa một lần hả? Không có lừa đâu bác. Cái gì mà không có lừa rẻ đâu ra mày... Bác ơi đó, bác ơi, bác chịu khó bác nhìn chút xíu đi. Dạ đó, đúng rồi, bác nhìn đúng mục tiêu rồi đó bác. Dạ thưa với bác, thật sự là trước khi về đây, con cũng đã được ba con kể cho nghe và biết được lời ước hẹn của hai gia đình. Và bản thân con cũng đã được tìm hiểu Lan qua những người bạn. Nhưng mà khi mà về tới đây rồi thì gặp Lan rồi, thì thật sự là con rất là mến Lan. Và còn một việc nữa là Lan đã thấy hết của con. Cho nên... Mày thấy cái gì mà hết thế hả? Anh Hai ơi, thấy là thấy cái vụ mà sáng tôi tính nói là vụ rình rập á, là hai đứa là thấy bị tắm. Không phải bị... Mày rình nó tắm hả? Không, con thấy lòng rình, con nhìn thử. Ý là nói là thấy hết là phải chịu trách nhiệm nữa ha? Dạ đúng rồi ạ. Tôi cũng có rình mà. Tôi im đi. Dạ, cho nên là em nó phải có trách nhiệm với con. Làm sao mà... Là có trách nhiệm với con là sao? Dạ sẵn con cũng xin bác là cho con với Lan được làm bạn, cũng như là được tìm hiểu nhau ạ. Mày nói có thật lòng không? Không phải là vì nó rình mày tắm là bây giờ mày mới phải chịu, bắt nó chịu trách nhiệm đúng không? Dạ... Mày không... nhìn thẳng vào mặt bác mày nói. Dạ đúng rồi. Ánh mắt của con đã nói lên tất cả. Thì cái chuyện mà hai đứa tìm hiểu nhau á thì bác không có cấm đoán, nhưng mà buông tay con gái bác ra. Dạ, nó tóm lại là bác cho hai tụi nó là yêu nhau thương nhau đúng không? Trời ơi, bác là người trai vĩ đại, bác dễ cưng quá à. Biết rồi bà nội. Trời ơi, đừng nói già trổ bóng nghe. Này, dạ con biết, con vẫn chơi thôi. Trời ơi, cuối cùng nhìn hai tụi nó kìa, ô dễ thương gì đâu, dễ cưng gì đâu. Cuối cùng bà cũng tìm được hạnh phúc. Chứ có tội là tội cho tôi nè. Trời ơi, chồng cưng ơi, cưng đang ở đâu? Xa tận chân trời, gần ngay sát nách. Trời ơi! Ủa? Tôi trả tiền rồi mà. Tôi bỏ bên đường này. Cái khu mực đó không phải của tôi. Không có cô với của ai? Của tôi đó. Được không? Nhưng cái này của? Đồ nữ, nam mặc không được hả? Không lẽ? Bị đế rồi sao? À, hết của nội ngoại mà. Có đào bồ đào mã mày lên không? Hả? Chị thị hả mày? Không có. Ý em nói mày chị em. Ủa tùm luôn á bà Long, về tới quê mà gặp chị em. Bởi tôi nói mà, đồng môn tôi nhiều lắm bà ơi. Ủa, à, vậy là cưng... Còn tôi sớm được bê đê hết chứ. Ý cái đó là thật, về tới đây mà vẫn còn gặp đồng môn, cho nên cái vui, cái mừng, cái không tả xiết lắm mà. thấy không Em mà chế cho em hỏi cái này. Gì? Cái này á, chứ để lại cho em được không? Em
thấy thích quá à. Có rèn đó đúng không? Trời cái này nè, chế sưu tập dữ lắm mới kiếm được đó đó. Độc nhất vô nhị luôn đó nghe. Nhưng mà thôi thông cảm, chứ không để lại đâu. Nhìn đi, cái tướng chế vậy nè, cái tướng cưng vậy nè, mặc vô ác quỷ ác thấy không? Không mấy em nghĩ vậy. Giờ em đi địa chỉ á, chế ship về cho em được không? Cái em thích quá à. Bà Long, bà Long. Cái gì? Nắng lắm á nha. Ai chắc biết. Tôi sức kem trộn nha. Một hồi nắng nó ăn nó đen hơn cái mặt của bà nữa đó. Bà mệt bà quá. Từ Sài Gòn về tới đây hả? Xa xôi dịu dợi. Gặp được người em gái dễ thương quá. Cho tôi nói chuyện xíu làm coi. Ủa, chị em bà liên quan gì với tôi? Mệt bà quá. Nè, cho địa chỉ đi. Chế ship cho một chục Mỹ Thuận 16 cái mặc cho đã luôn nha. Chó kìa. Đâu chó đâu, chó đâu, chó đâu trời. Đi chó, đi chó. Bà biết mà, tôi sợ chó. Bà kêu chó, tôi nhảy tìm chỗ trốn liền à. Rồi mắc cái gì bao nhiêu chỗ trốn mà không trốn mà leo lên lưng tôi. Bà nhìn xung quanh đi, có cây nào giống tập 1 không? Rồi đi được chưa? Đi. Cái quần. Cái quần. Xong. Mất cái quần. Đi. Ê! Trời ơi! Ê hả đó kìa! Mày nghĩ sao mày đứng giữa đường nói chuyện mày? Mày muốn lên bàn thờ nói chuyện không? Hả? Cái dòng thứ gì không biết đường hả? Mày đứng đó nói chuyện mày nhìn không? Tao chứ cuối đầu mày em! Thôi em ơi! Bỏ đi! Thôi đâu nói chuyện với thứ này! Má! Thôi! Nhìn đi! Cái thứ nhà quê mặc đồ sặc sỡ! Mày dám được? Nói em á! Ừ! Ê, không có! Mày nói em luôn á! Không, mình sặc sỡ sang, còn đây là sặc sỡ kiểu nhà quê. Tao mà không nể thằng bạn trai của tao là tao xúc mày rồi nha, hai cái thằng nhà quê. Nể phải như mày. Bà làm gì vậy? Ôi trời, quê bà đó toàn thứ dữ không ha. Bà nghe nói gì không? Nó nói mình là sặc sỡ nhà quê, còn nói sặc sỡ sang đó, bà tin không? Bà nội cha nó tôi vậy mà trước kia tôi nhà quê nè trời. Rồi đi được chưa? Thù này mà không trả nha, quyết không làm lắm công chúa. Đi. Đi vô bà. Khép cái cửa lại. Tía. Bà định giết người hả? Bởi tôi nói mà bà ganh tị sắc đẹp tôi hoài, bà không giờ bà nhận cái chuyện đó hết trơn á. Ganh tị cái gì? Cái làm gì xí cái cổ tao muốn chết luôn. Đây phải nhà bà không vậy? Nhà tôi với nhà ai? Trời ơi, đẹp quá ha. Trời ơi, thích gì cái làng này đó. Mà sao vắng que vậy? Nhà quan tiết chữ nè. Nè, không có miếng đâu nói lại đi. Chứ sao bà về xong thấy ai đón bà hết trơn vậy? Kỳ ha. Mọi hôm mà về là tiền hô hậu ổng luôn á, thiệt luôn. Dù gì cũng là công chúa mà. Quên. Quý tử chứ. Quý tử. Không biết tử. Bà tin bà cười tiếng nữa bà cúi xuống dưới bà lượm hàm răng bà cắn người lại không? Ông chuyện cầm phụ nặng người chết luôn mà. Cười. Ok. Quý tử. Cái gì vậy? Ê bà Long. Sao? Tôi hỏi bà một câu này nha. Nói đi. Bà có chắc chắn và khẳng định đây là nhà của bà không? Bà làm gì sáng bà hỏi tôi câu đó hoài vậy bà? Phải, tại vì nhà bà sao nó đông que vậy? Đông que. Mệt bà quá. Chắc tí đâu rồi đó. Hồi không về tôi hỏi cho. Thôi vô tắm cái nực nổi quá. Ê. Bà định ám sát tôi, bà lấy hết gia tài của tôi đúng không? Đúng không? Nè chị em nha, đừng bao giờ đối xử nhau vậy nha. Thôi đi bớt đi. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao tự nhiên hả? Vô nhà mà hả bà đợi đi tắm trước. Tôi mới là người đi tắm trước. Dù sao hả bà cũng là đàn ông. Còn tôi là con gái, bà phải nhường tôi chứ. Mới nói cái gì nói lại. À, xin lỗi. Nhưng mà dù sao tôi
tôi cũng là con gái thiệt. Còn bà... Nè, cắt đứt từ đây nha. Bà là con gái rạc. Công chúa. Nhưng mà dù vậy á, bà cũng là chủ, còn tôi là khách. Mà người ta thường nói á, khách tới nhà không trà thì cũng phải cho đi tắm chứ. Ê bà, câu này nghịch nghỉ nha. Có đó. Ê, nhà tắm ở đâu vậy? Trong đó đó. Mệt ghê. Trời ơi, bà Long ơi, bà Long. Bà Long, bà lấy giùm tôi cái bộ đồ tôi phơi ngoài cây coi. Trời ơi, biết sao không? Hồi nãy quên, mà giờ tôi quấn khăn rồi. Mà hả, giờ ra ngoài đó hả? Quặt cái khăn về nè hả? Ba bà thấy mất công hả? Nói tôi là bức nết nữa. Bà lấy giùm tôi bộ đồ coi. Tao không có sao đâu, mà mày cũng đừng băn khoăn nữa. Ngồi xuống đi. Dạ, con cảm ơn. Cũng may có bà độ á, chứ không thôi chắc giờ này lòi con mắt luôn rồi. Tía Lăng cũng nhẹ nhẹ hả tía? Con thấy hồi không biết làm sao chứ tía Lăng ngồi coi chừng văng con mắt tía ra luôn á. Tụi mày bà, xuất sát thì vừa thôi. Tại bà không chịu lấy khăn cho tôi. Bởi vì con Lăng tội đúng mà. Thôi, nó cũng cố ý đâu. Mà với lại tao cũng không có sao. Bị chút xíu vậy, nhầm nhò gì. À, nhắc tao mới nhớ nha. Thấy bay lên xì phố sao càng ngày càng điệu vậy bay. Trời ơi bay, cái đâu phải là điệu. Hả? Cái đó tao gọi là càng ngày càng trổ bóng. Tao tin cái mũi tao trổ hoa luôn ha. Tía, tiện tí kêu con về gấp chi vậy tía? Thì cũng có chuyện. Tao đây cũng già rồi, có sống được bao lâu đâu. Còn mày á, tối ngày cứ ở trển không à. Lâu lâu mới về một lần. Tao ở đây cứ đi ra đi vô mình cũng buồn. Nói gì nói cũng muốn có người trò chuyện rồi hữu hỷ chứ mày. Trời ơi, bác đừng có nói với con là bác muốn kiếm dâu nha. Trời ơi. Ôi bác ơi, bình thường lắm ở trên xì phố hả là dành váy với con rồi. Bây giờ cưới người ta về chỗ dành váy với người ta tội nghiệp người ta lắm ba. Nè. Bà có tin không hả? Tôi chặt vô ngõ vào cả bây giờ. Nhanh nhanh mà tía. Tự nhiên tía kêu con về, tía vợ con là sao tía? Con không biết ở đâu, con có lấy con lấy chồng thôi à. Sao lấy vợ tía? Trời ơi, tao nghe mày thanh minh mà tao muốn nổi dậy dịch luôn. Cái vấn đề mà mày bắt mày cưới vợ tao thấy khó quá trời quá đất. Thôi khó quá bỏ qua đi mày. Dạ cái đó bỏ qua đi, bỏ qua gấp đi tía. Trời ơi, vậy mà tụi bay nói là tụi bay ở xì phố rồi đầu óc thông thoáng rồi tư tưởng văn minh tiến bộ lắm. Chuyện đây tao muốn nói là hữu hỷ trò chuyện là tao muốn đi thêm bước nữa. Trời ơi bác. Gì? Ủa con mà bác từng tuổi này mà bác chịu chơi lắm á nhờ. Tía không nói rõ, tía kêu về gấp gấp là ông tử tía nặng lắm, tía sắp sửa đi luôn rồi đó. Nhưng mà đi thêm bước nữa thì được. Dạ. Tía bây giờ cũng là thông thoáng rồi, như tía nói thì con không có nghĩ gì đâu. Má mất cũng lâu rồi nè. Tía cần có người để thủ thủy. Đúng rồi. Không? Cái đó con ủng hộ hai tay chân luôn tía. Nghe bay nói vậy là tía thấy yên lòng rồi. À, chiều nay tía cũng có hẹn người ta tới để mà gặp nhau nè. Cái gì gấp vậy luôn hả tía? Đúng rồi. Đây, chiều hai đứa bay đi với tía ra ngoài mua ít đồ ăn về đãi người ta, đúng không? Dạ. Nghỉ ngơi đi, chiều đi với tía. Dạ con biết rồi dạ. Tía. Trời ơi, dạ sắp có thành viên mới nha. Ê, tính ra là tía của bà gừng lắm á nhờ. Trời ơi, gừng càng già càng cay đó bà. Nhà tôi ai cũng vậy chứ mà nhìn đi thấy chưa? Chết mà bị đặt. Nè ha, tôi nãy giờ nha. Bà cà khịa tôi nãy giờ nhiều lắm rồi nghe. Nghe, không phải. Tôi không sợ xóm làng này nhìn hết. Tôi cao mặt bà xuống á. Trời ơi, coi kìa. Mệt quá. Bây giờ, nó mắc dày rồi đúng không? Ủa sao không xây soạn một xíu. Bà vô bà đắp mặt nạ cho tôi đi, nghe. Ê, nó nghe nè, đừng đắp mặt nạ. Chứ đắp gì nè? Đắp hột gà đi, tí bà mới lăn nè. Cũng hay ha.
cũng vừa lắm đó. Ủa vừa gì vậy? Vừa này nè, hiểu chưa? Đi vô đắp mặt. Quá mặt mày đâu mà thiệt tình. Trai thiệt tuyệt tự rồi, mẹ mà nhịn không được luôn. Nào làm thôi, chút giận ra ngoài, chút giận. Trời ơi, nóng quá chịu không nổi luôn á trời. Không nhớ có cái gì ở đây nè, đó đúng rồi. Ai? Đâm đau quá vậy trời, cái gì đâm container đông vậy? Nè, gì vậy? Nghĩ sao người con người chứ phải cái gì đâu mà container hả? Vậy? Cái dòng thứ nào tới vô trong nhà này ăn cướp hay gì hả? Nè, người ta nói là cái gì là cái gì mà làm là ăn bậy được, không nói bậy được nghe chưa? Nghe chưa? Tôi nhận ra cô rồi, hồi sáng cô xém tông tôi nè, đúng không? Anh là ai mà sao anh nhận ra tôi? Lột cái mặt nạ đó nói chuyện coi. Nè, nhìn thấy chưa? À, thì ra là mày. Mày là cái đứa mà hả, đi ngoài đường mà làm như đường ông bà nội bà ngoại mày mua phải không? Mày đi giữa đường làm tao xém lọc mưa đó. Mày đó, con ném cái cây vô trong đầu mày, mày tin không? Mày giọng thứ mày đi xe, mày chờ đi bộ mà cũng không biết đường đi nữa hả? Mày tin tao chặt cái giò mày cho mày đi xe lăn đúng không? Hả, cái giọng thứ gì kỳ cục vậy hả? Mày nhìn gì tao? Mày muốn làm gì tao? Mày ăn tao hả? Trời ơi, cái miệng kìa. Miệng sao? Trời ơi, cái nết kìa. Cái nết tao sao? Bà, cái gì? Làm gì đứng chết chân vậy hả? Hả? Nó dữ quá. Dữ cái gì? Bánh bèo chứ không phải là trà sáu muối mà đứng chết chân. Bình thường cái miệng bà chửi dữ lắm mà. Quên rồi, tiện đụng một cái vô như tiện hồn với ba đâu trơn trọi à. Trời ơi, bát lại liền. Biết sao không? Đụng một cái hồn với ba hết trơn trọi. Bà đếm 2, 3 một cái nha, hồn nó quay trở lại, tôi quay nó chửi nó sắp mặt cho coi. Rồi. Nè. 2, 3. Cá mua đâu vậy chế đẹp? Trời, gì vậy bà? Hả? Chửi nó, gì vậy bà? Quần thấy cái áo đẹp quá, hồn quá hết trơn. 2, 3, chửi sắp mặt coi là. 2, 3. Nè ha. Nè ha thì sao? Nè, có chuyện gì vậy? Trời ơi, bác. Long Lan, có chuyện gì ở đây? Bác, con nói bác nghe nè, con mẹ này đã bác. Ở đâu nha hả, sớm sao xuống tách vô cái nhà này. Trời ơi, chửi hả, chửi Long nè, chửi Long quá trời luôn, cái chửi con luôn. Chửi con một sắp cái mặt này nè, con ngửa mặt lên luôn, nó tía. Đúng rồi. Mày làm cái gì vậy? Anh ơi, em sợ quá, ở đây mấy cái dân này người ta dữ quá. Trời, yên tâm, để anh giải quyết, để anh giải quyết. Chửi hết mạng khứa này nè. Trời ơi, nó chửi em. Trời ơi, người ta con chúa mà kêu bằng khứa. Giận tiếng tái luôn bà ơi. Nè, cái khứ là khứ cá, cái thịt ở ngoài chợ nghe nha. Sợ quá, sợ quá. Thôi. Ôi, hiểu lầm rồi. Hiểu lầm gì, tiếng nó chửi sắp mặt luôn mà. Giới thiệu với em, đây là con trai của anh. Cái gì? Cái giọng thú này mà là con trai á hả? Cái này là người ta là... Nhỏ đẻ ra nó là con trai rồi, không biết dòng đời xô đẩy làm sao, cái giờ nó thành con gì anh cũng không biết nữa. Thôi mệt quá, nói thẳng là bóng lẹo cái đi. Cái này bóng lẹo cái, lẹo đi bà hả? Được rồi. Để tía giới thiệu với bay nha. Đây là Linh, vợ sắp cưới của tía. Trời ơi, quả tới.
Thôi tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà, bỏ qua cho nhau hết ha. Trước sau gì thì chúng ta cũng là người một nhà mà, đúng không? Dạ. Anh nói đúng đó. Em đâu có để bụng gì đâu ha, hai đứa ha. Em có mang qua ít trái cây nè, anh ăn đi nha. Dạ. Ngọt lắm á. Chù đáo quá. Dạ. Hai con ăn nha, vì vì tự tay vì lựa đó. Chua lắm á nha. Dì à, hồi nãy ngoài đó đó, trời ơi xối xả mà không kịp dọn cái mỏ luôn. Tự nhiên vô đây dì xưng con ngọt xớt hả? Nhà bán bánh tráng hả? Không, bán bánh xe. Đăng quá không, nghe đâu có nổi. Với lại nhìn cũng còn trẻ hơn lông con chú nhiều á. Xưng gì con không ngượng miệng hơn. Có gì đâu mà ngượng miệng con. Tại vì thực ra là mình lấy thằng cha. À không, anh cha thì mình phải xưng cái bé này là con thôi đúng không? Mình theo gia dế mà, giống như là kiểu mà cờ tới tay ai thì người đó phất thôi, hiểu không? Đơn giản mà. Thế á? Thế để lấy cô ta làm vợ thiệt luôn hả? À đúng rồi con. Con không đồng ý đâu. Cô ta là người xấu á, chứ là hồi sáng á. Trời ơi, biết ngay. Thế nào con cũng nhắc tới chuyện hồi sáng à. Thực ra là vậy nè, hồi sáng là tại vì dì cháu mình chưa có dịp gặp gỡ nhau á, nên chưa có hiểu nhau lắm. Nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ kiểu ai đúng ai sai thì không quan trọng nữa. Mặc dù là dì đúng đó, nhưng mà mặc dù là dì sai đó, nhưng mà thôi dì nhận dì sai hết luôn cho. Đó, coi như là con đúng đi. Dì xin lỗi hai đứa nha, xin lỗi rất nhiều luôn á. Nè nè nè, con nói cái gì kỳ vậy Long? Con mới gặp lần đầu à, chưa gì đã vội vàng phán xét vậy rồi. Tôi thấy ông có ổn nha. Coi chừng ăn tươi nuốt sống ba của bà đó, giống vậy nè. Tía. Tía lấy ai cũng được hết trơn á, nhưng mà lấy cô ta con không đồng ý. Thì chẳng qua tía chỉ muốn có người chăm sóc cho tía thôi. Con thì đi tứ hương bốn phương đó, rồi lỡ một ngày nào đó tía bệnh hoạn đau ốm nằm chỗ, tía biết trông cậy vào ai? Tía thấy cô Linh đây cũng là người hiền lành chịu khó, cho nên tía mới tiến tới. Con á cũng đừng có mà quá thành kiến với người ta rồi vội vàng phản đối một cách vô lý như vậy. Tía, con vô lý hay là tía không chịu hiểu? Tía nhìn cô ta đi, đáng tuổi con của tía đó kìa. Được rồi, bây giờ cho tía đúng đi. Tình yêu không cần tuổi tác, nhưng mà con người của ta là không hề đơn giản đâu. Cô ta lạ kỳ mức độ mà nó kỳ lạ nữa kìa. Con mong tía là tỉnh táo rồi đi. Lòng tía đã từng tuổi này rồi, không cần ai chỉ dạy tía phải sống ra sao hết. Tía đã sống vì cái gia đình này quá nhiều rồi, con còn muốn gì ở tía nữa? Bản thân tía sinh ra con là một đứa con bệnh hoạn, tía đau khổ lắm rồi, con hiểu chưa? Tía vừa mới nói gì? Tía chửi con bệnh hoạn hả? Tía sanh con ra, nhưng giới tính của con đâu được quyền quyết định đâu tía. Tía nói con bệnh hoạn thì tía chửi cho con đi, tía chửi con đi tía. Tía sanh con ra, giới tính của con có thể con không quyết định được, nhưng cuộc đời của con sẽ tự quyết định lấy nó. Cảm ơn tía đã sinh ra con. Tía bảo chồng. Kìa Long. Long. Long à. Long con.
Ờ thôi, em cũng thông cảm đi, chắc là nó chưa có thông suốt. À, để có gì anh nói chuyện với nó sau ha. Cho dù nó có chấp nhận hay không á, thì anh cũng vẫn lấy em làm vợ mà. Anh à, em biết đó là anh yêu em, em cũng rất là thương anh, nhưng mà nơi con anh nó dữ quá, em sợ lắm. Bây giờ em có một thân một mình là bị lỡ, nhưng mà mai mốt anh có chuyện gì á, chắc con anh nó giết em luôn á, chứ sao mà em sống nổi. Thôi, đừng có suy nghĩ lung tung, làm gì có chuyện đó. À, em đợi anh một chút nha. Giấy tờ nhà và giấy tờ đất đai tài sản của anh, anh giao lại cho em giữ nó đó. Anh ơi, em không lấy mấy vật chất này đâu. Em thương anh thiệt mà, em không có màng tới mấy cái vật chất này đâu, anh cất lại đi. Thôi yên tâm đi, đừng có ngại. Thôi ha. Em không lấy đâu, em không lấy, anh cũng biết là em không lấy đâu. Anh cũng đã giết gì chút rồi, tất cả phần lớn tài sản của anh đó sẽ giao lại cho em. Thôi em không lấy đâu, em không dám lấy đâu, anh giữ đi, em chỉ yêu anh thôi, em không cần đâu. Nhìn nè, con ngại của anh thì trước sau gì cũng là của em thôi mà. Miễn sao thấy em hạnh phúc là anh vui lắm rồi. Làm em cảm động quá. Alo. Kế hoạch hoàn hảo rồi đó nha. Thằng Khứa đó, nó bỏ đi khỏi nhà rồi đó. Ngày mai á, cứ theo những kế hoạch cũ mà làm. Thiệt tình cái thằng quý này, chịu nghe máy mình mới chết chứ. Mới chửi có mấy câu mày đập giận với hờn, rồi tới một ngày nào đó nó bằng tuổi mình nè, nó sẽ thấu hiểu được cái nỗi cô đơn như thế nào, giống như mình bây giờ nè. Thôi mà kệ đi, bây giờ mình phải lo cho mình trước cái đã. Hy vọng lần này Linh sẽ mãn nguyện và hạnh phúc. Ôi tình yêu của mình. Linh ơi, Linh ơi, em đâu rồi Linh? Linh à, Linh ơi, đâu rồi kìa? Chắc giờ này lại ra giường chăm sóc cây kiểng rồi. Ôi từng tuổi này rồi, mình chọn người là không có sai. Một người chịu thương, chịu khó, hiền lành. Lần này bảo đảm sẽ bất ngờ với mình. Linh ơi, Mấy người là ai mà tự nhiên vô nhà tôi hả? Có tình tôi thương mấy người không? Tôi nói anh nghe nha, anh già nó còn mất nết, chứ anh đi cua vợ người ta. Nè nè, cậu đừng có nói bậy nha. Tôi cua vợ của ai chứ? Anh đang quen với Linh đúng không? Mà sao cậu biết? Dễ mà, tôi nói anh nghe, Linh là vợ của tôi.
cậu không được nói bậy nha. Nha, nha. Linh á là vợ sắp cưới của tôi. Tụi tôi sắp làm đám cưới rồi nha. Đây nè, nhẫn cưới tôi còn đang dưới đây nè. Đâu? Ê. Vui vẻ không vào. Trâu già mà phải gặm cỏ non. Cậu nói Linh là vợ của cậu hả? Vậy thì bằng chứng đâu? Bằng chứng nào Linh là vợ của cậu? Bằng chứng đây. Ủa Linh, bằng chứng là sao Linh? Thì tôi với anh này là vợ chồng hợp pháp, còn tôi với ông là mới chia qua đường thôi, hiểu không? Vậy còn những lời hứa hẹn, em sẽ lấy tôi làm chồng thì sao? Trời ơi, người ta hứa ta quên liền luôn á, không giờ không biết nhớ gì, không biết hứa cái gì luôn á. Ủa em, tôi hứa gì với anh vậy? Mấy người biến khỏi nhà tôi ngay. Anh ơi, đuổi kia giờ làm sao? Ông nói cái gì? Nhà của ai? Nhà của ông á hả? Nhìn quen không? Bây giờ á, chính thức nó là nhà của tôi. Thì ra mấy người toa rập với nhau để lừa gạt thằng già này. Tôi sẽ đi thưa mấy người. Thưa nè, vợ chồng người ta, vợ đưa cho chồng, còn đây người ngoài tự nhiên đưa cho vợ người ta, chi ngu rắn chịu. Nè, có nghe cái câu này chưa? Trâu già khoái gặm cỏ non, cỏ cười cỏ nói, răng trâu không còn, hiểu không? Răng trâu không còn. Nhân à, vừa thôi nó chết nhà tao bây giờ đó. Đem ra khỏi nhà tao đi. Đừng vậy. Đây, buông tao ra. Buông tao ra. Hay tao giỏi hơn? Em lúc nào mà không giỏi. Ngồi xuống đây nè. Nhớ muốn chịu luôn á. Bây giờ em á hả, làm như vậy cho anh tặng em gì vậy? À, nhẫn. Nhẫn hả? Mới mua hả? Sao cũng được hết á. Thích quá à. Trời ơi, mở ra coi được không? Ôi trời ơi, chứ nhẫn 13 lửa luôn ha. Sao mà đeo được, trời ơi. Mình thiệt là ngu ngốc. Lúc đầu mình chịu nghe thằng Long thì đâu ra nông nỗi này. Giờ nhà cũng không còn, con cũng bỏ mình mà đi. Mình không còn ai bên cạnh hết. Vậy thì mình sống trên đời này còn ý nghĩa gì? Không xong rồi, em nghe đồn ông Tám mà bị đại ca với chị hai chơi tán gia bại sản đó. Nhảy xong tự tử chết sáng nay rồi. Trời, gì ghê vậy? Cái chuyện đó là anh tự chết. Tiền nào mà tao mày xô không chết á, mới sao, cùng quá. Trời ơi, em nói đại ca nghe, những người mà chết xong chết trôi á, linh lắm. Em nghe người ta đồn vậy đó, không chừng ông gì ông lôi đại ca với chị hai đi luôn đó. Tao nó né lôi tao hoài, không ấy massage xả xuôi. Trời lại cái, em nghe đồn có quán này ngon lắm, đào tươi mướt rượt luôn, hết sảy. Mà em nói đại ca nghe nè, đi massage là mình phải xả ra hết luôn, chứ mà để sót lại á, ông gì ông lôi đại ca đi á. Mất bay. Thank you.
Em thấy con quỷ luôn hả? Dạ không, em thấy tên Jason nè. Con đó hoa mắt quá. Chắc em là mặt hả? Anh, cái khăn của em. Làm gì như bị ma đuổi vậy ta? Ngày hôm ba Long 3 triệu 1, 2, 3. Phương Lan 4 1, 2, 3. 4 là 1, 2, 3, 4 Nhiêu? 7 7 Dương Đạt 3 1, 2, 3. Ủa sao Dương ngón gì trời? Ờ đúng rồi đây, 3 là 10. Dương Tigon 3 là 13 triệu. 13 triệu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ủa sao kỳ ta? Mình cộng 13 mà sao giờ đây có 10 triệu là sao? Rồi hiểu luôn. Kiểu này lần cha bảy cho ai hết trơn á, biết ngay mà. Hèn gì sáng giờ gọi không bắt máy, thứ dòng thứ mà ăn cắp tiền. Tức quá, tức là phải gọi điện về chửi cho một tăng mới được. Bình an rồi. Chưa. Chưa có bình an đâu. Nè, ngồi xuống đây đi chị. Ngồi xuống đây. Tôi nói cho ông biết nghe chưa? Tại sao thiếu tiền? Tại sao thiếu tiền? À, tại vì hôm nay giờ đẹp quá vậy. Còn thiệt luôn á. Quăng tiền thôi mà cũng thần thái. Thấy không? Thần thái. Đẹp không? Xuất sắc. Cái này mới mua á. Thôi nha, thôi nha. Đừng có thấy người ta dễ siêu lòng rồi mày đặt khen đồ ha. Đừng có dùng cái miệng nịnh nọt ta nha. Tiền đâu? Tại sao thiếu tiền? Hả? Bình thường 13 triệu tại sao bữa nay có 10 triệu? Nè. Để nói cho biết nha. Thằng Long 3 triệu chưa đưa. Con Lan 4 triệu đưa rồi. Thằng Đạt 3 triệu chưa đưa. Đưa cho ta. À đưa rồi luôn. Tigon 3 triệu đưa rồi luôn. Tại sao? Là tổng cộng 13 triệu tại sao đây có 10 triệu? Bạn sao thiệt luôn á. Tại sao? Thằng Long chưa đưa thì thiếu 3 triệu. Thì đây 10 triệu đúng rồi. Ủa sao nó chưa đưa? Ủa chưa đưa lúc nào? Thì bạn mới nói xong đó. Ừ ha, thằng Long nó chưa đưa mà sao tự nhiên mình tính tiền cả buổi ta. Nó chưa đưa mất mới mình cộng 3 triệu. Bà nha. Bà tính tiếc cái đầu bà bị rồ đó. Ừ thì coi như là tôi sai đi được chưa? Tại anh Long chứ phải tại tôi đâu. Tại ai biểu mượn tiền không đưa làm chi người ta cộng vô. Khoan. Đừng có đánh trống lảng. Đi đâu mới về? Đi đâu? Đừng xào xào nha. Nhưng mà có chuyện này quan trọng lắm nè. Quan trọng gì? Không có chuyện nào mà quan trọng hơn tiền đó. Tiền thì kiếm được. Mà mạng sống kiếm không được. Mạng sống tôi không cần, tôi cần tiền thôi. Tôi... Bà vậy luôn hả? Ừ, sao? Không phải đâu. Chú Tám chú về. Điên hả? Giỡn nha, mấy chuyện đó không có giỡn nha. Ông Tám chết rồi ông về cái gì? Tôi nói bà nghe. Gì? Tâm linh sao giỡn được. Ông chết rồi. Mà nếu như ông có về thì ông về nhà ông mắc mới. Ủa? Mà nhà ông hả? Bà không tin hả? Hồi nãy á, ở chỗ tiệm massage tôi. À thì ra mày lòi ha. Mày đi massage về ha. Tiền đâu đi massage? 3 triệu. Đúng không? Mày ăn cắp 3 triệu, 3 triệu của Long đâu? Tại sao lấy 3 triệu của Long đi massage đúng không? 3 triệu Long chưa trả. Chưa trả hả? Ừ. Chưa trả hồi nào? Bà mới nói đó bà nội ơi. Bà còn khúc này hoài luôn á. Ừ ha, sao mình cứ bị dính khúc này hoài ta? Còn cái chuyện massage không phải massage. Mà cái xe tôi bị chày. Bị chày rồi sao? Tôi vẫn đi đánh bát cho nó xa, mà chỗ nó xa quá. Ừ. Chứ massage gì đây? Mà cái quan trọng á, tôi vô tiệm đánh bát á, tôi chưa bắt cái nào hết. Mà ông Tám ông hiện về, ông bắt tôi. Thôi đi đừng có tào lao. Ông nói bậy đi bà, tôi bắt đầu ông bây giờ đó. Tôi xạo mày đặt nó đi sửa xe rồi bát đồ ha. Mà không có ông Tám, ông bậy, ông chính gì hiện về hết trơn á. Nhà này không có gì ma quỷ gì hết trơn á, tôi không có sợ gì đâu, đừng có hù tôi. Đừng có xào lấy cái chuyện này mà để tôi khỏi chửi đúng không? Ê, không ấy xuống đi tắm. Cái gì? Nghĩ sao vậy? Tôi không có tắm chung. Cái gì bà nội? Tôi tắm mà canh giùm tôi. Lỡ chứ đó, ổng... Cái gì? Bắt tôi nữa sao? Ông có bị điên không? Ông nghĩ sao? Ông bao nhiêu tuổi rồi mà kêu tôi đi canh trong tắm hả? Đừng có mơ.
Ờ, không tin thôi. Ờ, chú Tám ơi, nãy giờ chắc chú cũng hiển linh rồi đó. Chú Tám nghe kỹ nha, mọi thứ vợ con nó xúi con không có biết đâu nha. Chú Tám ơi, có bắt á, bắt bà này nha, bà ngồi đây nè. Trộm thứ gì đàn ông gì mà nhát như quỷ vậy? Ủa? Bộ tôi có mình tôi lấy tiền của ông Tám xài hả? Tôi không có sợ đâu nha. Tôi nói rồi đó, tôi không có sợ ma đâu đó nha. Nhà này nhà của tôi á, không phải nhà của mấy người đâu. Muốn đi đâu thì đi, đừng có về nhà này nha. Dễ sợ. Ê mà tính ra vợ mình cũng ngon chứ ha. Mà nãy con bé kia làm mát quá, sức đâu nữa. Ngủ đi. Cái gì làm ngắt đi. Chú Tám ơi, chú Tám. Vợ con nó không sợ ma. Chứ con sợ ma không chú Tám ơi. Chú Tám lấy nó đi rồi. Chú Tám tha con, chú Tám ơi. Con đòi ơi, chú Tám ơi, con làm ơn chú Tám tha cho con ơi, chú Tám ơi. Cảm ơn chú Tám nha. Con hứa chú Tám sau này con không hại ai nữa đâu chú Tám. Chú Tám ơi, chú Tám ơi. Chú Tám. Ngài chú mà chú. Chú Tám. Cô lại chú. Tất cả là do con vợ con hết. Chú Tám, con không biết được nữa. Cô lại chú Tám. Tao biết rồi. Cái này nãy giờ mày nói mấy lần rồi, tao hiểu rồi. Dạ, con biết lỗi chú Tám. Tới ngày tới tháng con đốt tiền vàng mã chú Tám mà con chú Tám. Con lại chú Tám. Sao ma mà có chân chú có bóng. Ma cỏ gì ở đây? Tao đã chết đâu mà ma cỏ. À. Ông già. Ông lừa rồi tôi. Được. Quay đâu? Khỏi kêu. Tụi bay hả? Tụi bay. Đừng cười. Tụi nó bị tụi tôi chút thuốc mê. Bây giờ nó ngủ mê còn không có vợ của anh kìa. Ê bà Long. Không lẽ bà tính bỏ tía bà đi thiệt á hả? Chứ bà nghĩ làm sao vậy? Tía chỉ vì mà con nhỏ đó hả mà chửi tôi là đồ bệnh hoạn. Bà nghĩ sao? Thực ra ông có ấm mất tới bây giờ luôn á. Tức chứ. Thì đó. Tôi nghe mà tôi tức cái lòng ngực tôi nè. Nhưng mà nói gì nói,
tía cũng là tía của bà. Tía là chỉ có một thôi. Mất đi á là không còn đâu đó. Mà cái vấn đề của tía bà nó không có bằng cả cái chi tiết này của tôi. Bà nhớ cái con nhỏ đó không? Cái ngày đầu tiên á mà tôi với bà về quê nè, là con nhỏ đó nó có đi chung với cái thằng nữa mà mặc đồ sặc sỡ lắm. Cái lúc mà quay lại nó chửi mình á, nó nói mình là mặc đồ nhà quê đó, nhớ không? Nó còn nói cái câu là không nể bạn trai tao hả, là tao quýnh mày rồi. Ủa mà nghĩ coi, nó có bạn trai rồi vậy nó quen tía bà làm chi? Bà nhắc tôi mới nhớ ha. Đúng rồi, ngày đầu tiên về quê. Ê, vậy chẳng lẽ tía tôi bị dướng vào cạm bẫy rồi hả? Trời ơi, tôi nói rồi, con nhỏ đó không ổn ngay từ đầu. Nó nuốt tía bà, nuốt cái chủ này nè. Bây giờ sao này? Bây giờ đi về đi. Đúng, bà chịu về đi, tôi sẽ có cách. Sao mà bác? Em không? Thằng bảy đu quẹo cò luôn. Sao bay ở đâu kiếm ra cái đường rầy với cái bàn để đẩy này hay quá vậy? Bạn con trẻ làm phim mà đang mùa dịch nó ế xôn, đâu đi quay đâu đi chơi người yêu nó không à? Hay quá. Tía còn giỏi thật, tía còn là số 1 luôn á. Đặc biệt nha, tía học đâu quá trang mà y như thiệt luôn tía. Quá trang cái đồ mày thiệt đó hả? Em hồn cô Linh xỉu xong á, tụi bay mừng quá, tụi bay làm một cú quá trớn, tao té quá mạng luôn. Mà cái tụi nhỏ tụi bay hay kêu là té sợ mà lỡ. Được, từ lúc bước chân ra xã hội tôi chưa bao giờ bị chơi như vậy. Tôi sẽ không quên các người đâu. Làm cái ghê, đâu cần bước ra xã hội chi đâu. Ở trong cái nhà này cũng đủ chơi mày rồi, đúng không? Làm cái ghê, rồi mày không quên mày muốn làm cái gì? Bà Lan, gì? Giật tới nhà đàn bà cũng đánh, lên! Trời ơi, rất là đàn bà luôn á, không có lòi được cái cốt đàn ông luôn á má. Vậy là mạnh lắm rồi đó bà. Sao? Được rồi, ba người muốn chơi đúng không? Ừ. Tôi chơi. Thằng quỷ sứ, nó chạy mà làm cũng hết hồn, rụng tim nó luôn. Ê quên, nó chạy tiếp, bắt nó lại. Khỏi. Tía báo lên xã rồi, trước sau gì nó cũng bị bắt thôi à. Trời ơi, tía báo lên xã mà tía không báo cho con biết là con hết hồn luôn à. Quỷ sứ gì không à. Mà bác ơi, thằng đó trên xã, vậy còn bà Linh thì sao? Thôi tía, con nghĩ gì bây giờ rất là hoảng loạn vì lo sợ rồi. Chỉ cần phải được nghỉ ngơi tía à. Trời ơi, con trai của tía thiệt là nhân đạo quá. Dạ, rồi sáng mai á, con cùng với tía áp giải gì lên xã. Chứ còn cái gì nữa. Nè, con mới có nhá một cái là tía đã như vậy rồi. Cái hạng đó mà tía nghĩ sao mà con tha thứ vậy hả? Cái gì đó mới lần đầu tiên gặp con mà khứa này khứa nọ con ứa lên rồi nha. Cái cỡ đó con cầm cạc 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 kia nè. Tía đừng có nói nha, tía vẫn còn mê bà ta nha. Nó chơi vậy thôi chứ làm gì có nữa. Con cũng phải thông cảm cho tía. Trong cuộc đời ai mà không có lúc dại dột. Trời bác, cái đó anh ta không gọi là dạy dột mà là dạy gái á bác. Đúng nữa tía. Không, giờ tía của tôi chuẩn bị nè, nhớ nghe. Khoan, cái hộp nha, còn lấy một gà lại với cái miếng, còn miếng này nữa, còn bữa nữa. Hai ba. Nè ha, sao nói cho con nghe nha. Nói đi. Thằng Hiếu đâu rồi không ra nè? Ha ha ha.